大家好，我是晶晶，我现在是在越南，我马上就来中国啦。大家欢不欢迎我？之前về Việt Nam thì thời tiết Việt Nam rất là nắng. Ở bên Trung Quốc thì đã tăng được vài cân nhưng về Việt Nam thì nắng quá nên là mẹ với em đều bị sụt cân. Trời nắng, trời thời tiết thay đổi nên mẹ cũng bị ốm. Từ khi về Việt Nam, từ sân bay trả chờ mẹ về là mẹ đã kể rất nhiều về Trung Quốc cho cha nghe. Từ đầu đến cuối đoạn đường từ sân bay về Việt Nam thì mẹ đều kể về Trung Quốc. Mẹ đều kể về Trung Quốc cho cha nghe hết. Khi về Việt Nam mẹ có kể cho hàng xóm rất nhiều về Trung Quốc. Máy là mẹ có quay video lại để làm bằng chứng không thì mẹ kể chắc không ai tin. Mọi người đều cảm thấy Trung Quốc rất là to lớn và kiểu không ngờ họ có thể xây dựng được những cái công trình mà kiến trúc hơn như thế. Nếu không có video thì chắc chắn sẽ không có ai tin mẹ kể như vì mẹ kể ai nghe cũng thấy rất là ảo diệu và như kiểu họ như kiểu mẹ đang kể với một thành phố cổ tích vậy. Không ai tin khi mà mẹ đưa khi mà mẹ để video cho mọi người thì mọi người mới bắt đầu tin mẹ. Cha cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Huyền vì đã mua cho cha bộ quần áo rất là xinh xò. Từ khi mà cha nhận được quần áo của chị Huyền thì ngày nào cha cũng mặc hết. Từ đi ngủ, đi lái xe xong rồi đi chơi, đi ăn, đi tiệc cưới các thứ cha đều mặc bộ quần áo mà chị Huyền tặng. Khi mẹ để mọi người xem video thì mọi người rất là bất ngờ khi mà thấy người Trung Quốc đi dưới mặt đất. Và họ cũng rất là bất ngờ khi thấy tàu điện ngầm mà ra như thế. Mọi người rất là trầm trồ về mẹ khi mà có con gái lấy người Trung Quốc và dẫn mẹ sang Trung Quốc chơi. Họ cũng rất là hy vọng có thể được sang Trung Quốc nhưng mà không có ai đưa sang. Mọi người trong làng đều rất ngưỡng mộ. Khi xem được video của mẹ thì mọi người cũng rất trầm trồ về Trung Quốc. Họ không ngờ là Trung Quốc đã phát triển được như thế. Họ rất trầm trồ về một thế giới mà đứng ở một đất nước đứng thứ hai thế giới như thế nào, giờ người họ được mới mơ màng tóc mặt. Hàng xóm đều rất ngưỡng mộ mẹ khi mẹ được sang Trung Quốc. Họ khiến mẹ là chẳng nhìn mẹ trắng trẻo. Nị mẹ về Việt Nam là phải chăm cháu. Để ba chơi đi đi, mắng. Chăm giúp kì. Cha mời đi mân về ngồi ngoài. Cha mời đi mân về. Cha. Trời, chị Huyền tặng quần áo cha mang ra răng. Đẹp. Đẹp mà. Cha thì cũng mạng.